Hello cả nhà thân yêu đang theo dõi video của Clara Anh Nguyễn. Hôm nay Clara rất là hân hạnh khi được giới thiệu với quý vị một căn nhà mới vừa lên thị trường ngày hôm nay luôn. Clara là người listing agent đại diện cho bên bán cho căn nhà này. Địa chỉ là 2019 Chantilly Court, Arlington, Texas 76015. Đây là một nơi rất là lý tưởng cho những quý vị nào thích có một cuộc sống có từ sự tiện nghi gần chợ Costco, chỉ cách 6 phút chợ Costco thôi. Chỉ 3 phút lái xe là đã đến với trung tâm mua sắm rất là nổi tiếng ở tại Arlington, Texas, đó chính là Parkmore at Arlington. Từ căn nhà này chúng ta đi đến với sân bay quốc tế DFW chỉ mất khoảng 20 phút lái xe. Bên cạnh đó, nếu như quý vị nào thích sống ở gần những cái khu chợ Việt Nam giống như là gần trên đường Pioneer 303 như là chợ Hiệp Thái, chợ Sài Gòn và chợ Hồng Kông thì quý vị chỉ cần mất là 7-12 phút lái xe. Arlington là một thành phố có cộng đồng Việt Nam khá là lớn ở tại Dallas Fort Worth. Rồi, xin mời cả nhà bước vào bên trong để tham quan căn nhà này nha. Khi mà mình bước vào bên trong thì mình thấy được có một điều là cái căn nhà này họ được làm cái trần nhà rất là cao, là hơn 10 feet ceiling, cho nên là tạo ra một cái không gian rất là thoáng và mát. Và bên cạnh đó là chủ nhà họ vừa mới sơn phết hết tất cả mọi ngõ ngách trong căn nhà này, cho nên là cái tường này nó rất là mới và tạo cho mình một cái cảm giác là căn nhà này nó rất là fresh, nó rất là thoải mái và nó rất là sang với cái màu hiện tại á. Cái màu sơn này là cũng là một trong những cái màu đang trending ở rất là nhiều nhà bây giờ, họ sử dụng cái màu sơn sáng như thế này để làm cho căn nhà họ có nhiều ánh sáng hơn và cũng như là tạo ra cái không khí mát mẻ tươi mới cho căn nhà. Và tiến vào bên đây là một cái khu vực hallway. Thì căn nhà này có tổng cộng là 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Và tổng diện tích của căn nhà này là 1813 square feet. Thì bước vào đây là cái phòng tắm để mà... Đây là phòng tắm cho 3 cái phòng ngủ còn lại. Ngay vào cái lối hallway thì chúng ta có thấy một cái khu vực cabinet để mà chứa những cái đồ đạc rất là tiện lợi cho gia đình. Và đây là 3 cái phòng ngủ nhỏ mà secondary bedroom. Thì cái diện tích của những cái căn phòng này á, nó khá là vừa phải, và thay vào đó là có rất là nhiều cửa sổ cho những cái phòng ngủ, cho nên là tạo ra một cái không khí rất là sáng. Và thật sự ra ở trong cái, và đây là cái phòng ngủ, mặc dù là cái phòng secondary bedroom nhưng mà cái diện tích của nó khá là lớn. Trong đây nó cũng có cả một cái closet nữa. Tất cả các phòng ngủ đều có một cái closet. Và ánh sáng từ bên ngoài đi vô, như mình nói là nếu như mà không cần để đèn á thì Clara nghĩ ánh sáng vẫn đủ để mà chúng ta sinh hoạt chứ không cần phải mở đèn đâu. Và đây là cái phòng ngủ thứ 3 còn lại của căn nhà. Rất là dễ thương đúng không ạ? Có một điều rất là đặc biệt trong căn nhà này, đó chính là chủ nhà họ đã update hết tất cả những cái flooring, là cái nền nhà, bằng cái sàn ván gỗ vinyl plank. Thì cái sàn ván gỗ này á, thứ nhất thì nó sẽ chống chày, chống nước, và đặc biệt là nó sẽ bền hơn và dễ lau chùi hơn là sàn gỗ. Và từ phòng khách thì chúng ta sẽ có một cái dãy master bedroom riêng. Thì master bedroom nó sẽ không có dính với ba phòng ngủ bên kia, nó separate qua một bên. Và kế bên phòng master bedroom thì chúng ta sẽ thấy một cái phòng laundry room. Thì đây là phòng giặt đồ, quần áo. Rất là tiện đúng không ạ? Khi mà quý vị ở trong cái phòng này, quý vị muốn giặt đồ chỉ là mở cửa ra và nhìn vào mé bên tay phải là chúng ta đã đến rồi. Thì như mình đã nói, như Clara đã nói thì tất cả các phòng ngủ đều được lót sàn ván gỗ vinyl plank hết. Rất là tiện lợi và đẹp. Và đây là cái phòng master bedroom của căn nhà. Thì một trong những cái điểm nổi bật của cái phòng master bedroom này, nó chính là nó sẽ có hai cái closet. Và mỗi cái closet thì đều có một cái drawer, đều có một cái drawer để mà chúng ta đựng đồ. Bên đây là một cái phòng closet, và bên đây lại tiếp tục là một cái phòng closet nữa. Và một trong những điều đặc biệt của căn nhà này đó chính là cái bồn tắm jetted tub. Thì cái phòng tắm jetted tub này nó rất là phù hợp với những ai là bị bệnh về xương khớp, mà thí dụ như mình muốn massage hoặc là nghỉ relax sau một ngày mệt á, thì chúng ta có thể xả nước đầy ra, xong rồi chúng ta có thể ngâm muối rồi mở cái nút lên thì cái nước ở trong cái bồn này nó sẽ massage cho mình.
Đây là một cái phòng vệ sinh bên đây. Và cái phòng master bedroom này á, cho gia chủ thì nó có là một, có hai cái sink, double sink và double vanity luôn, cho nên là hai vợ chồng sẽ không có cãi lộn với nhau mỗi buổi sáng khi mà cần phải get ready đi làm. Và đây là cái phòng standing shower. Thì trong cái phòng standing shower này á, nó có cái một cái chỗ để mà chúng ta ngồi nữa, cho nên nó cũng khá là nó khá, cái size này thì theo Clara nghĩ thì nó cũng khá là vừa vặn, và có chỗ để mình ngồi nữa thì nó cũng, mình không biết ngồi trong đó làm cái gì, nhưng mà có cái chỗ ngồi như vậy thì chắc cũng có thể nhiều người lớn người ta thích. Tiến vào cái khu vực bếp và phòng khách thì chúng ta sẽ thấy một cái khu bàn ăn, phòng ăn, breakfast nook, có một cái bay window rất là dễ thương, rất là nhiều ánh sáng mà bên trong. Ngồi ngoài đây ăn mình có thể nhìn ra ngoài cái bát gia sau vườn của mình, nó cũng rất là dễ thương đúng không ạ? Và đây là cái khu gian, cái không gian bếp. Thì cái không gian bếp này chúng ta sẽ có thêm một cái này nó gọi là butler pantry á ta. Nó khá là nhỏ để mà mình gọi nó là một cái butler pantry. Thì ở đây mình cũng có thể để những cái máy cà phê, máy này máy kia, rồi trưng bày này kia các thứ, decoration ở đây cũng rất là dễ thương. Bước vào trong đây thì chúng ta sẽ thấy là cái cabinet trong cái phòng bếp này. À, và một trong những cái điều mà Clara muốn chia sẻ nữa là cái bếp này hiện tại là cái bếp cũ, nhưng mà người chủ nhà đó họ đang order một cái loại mới stainless steel, sẽ thay vào ngày 11 tháng 12 thì sẽ đến đây để mà install một cái bếp mới cho quý vị. Còn đây là cái microwave mới vừa được thay mới. Và một trong những điều mà Clara muốn giới thiệu cho các bạn nữa là cái cửa đi ra garage. Đây là cái lối đi ra ngoài garage. Hiện tại thì bây giờ chủ nhà họ mới vừa làm nhà cho nên là khá là bừa bộn, nhưng mà không sao, chủ nhà họ sẽ dọn tất cả những cái thứ này trước khi mà cái người chủ mới họ vào ở. Một trong những điều mà Clara muốn giới thiệu cho các bạn nữa đó chính là cái máy water heater này đã được thay mới, cho nên là nó vẫn còn sử dụng rất là tốt, tiết kiệm năng lượng và vẫn còn warranty và bảo hành cho cái máy này. Và đây là một điều đặc biệt nữa mà không phải là cái nhà nào cũng có, đó chính là side door. Thì ngoài cái garage ra, nếu như quý vị mà thích dọn rác á, thay vì phải đi cửa chính mới đem rác ra ngoài trước được, thì chúng ta có thể đi side door. Đây, đây là side door, thì chúng ta nhìn thấy một cái thùng rác để sẵn ở đây và đã được đổ concrete. Đã được đổ cái concrete rất là sạch sẽ để mà quý vị có thể đem rác ra ngoài rất là tiện đúng không ạ? Và sạch. À, căn nhà này á, mặc dù là bếp là và xài electric, nhưng mà cái nhà này có gas line. Đây là cái gas line, cái gas meter. Thì căn nhà này á, là cái máy nước nóng và máy heat, cái central heat là xài bằng gas, cho nên nó rất là tiết kiệm cái nhiên liệu. Và đây là cái lối, cái cửa gate để mà chúng ta có thể đi ra đằng sau. Nhưng mà Clara sẽ đi ra đằng sau bằng cái cửa back door chứ không đi bằng cửa này nhé. Hệ thống máy điều hòa SVAC đã được thay mới hoàn toàn, giúp tiết kiệm năng lượng. Rồi, và bây giờ mình sẽ tiến vào cái khu vực bát gia của căn nhà. Tổng diện tích của miếng đất này là nó tầm khoảng là 0.25 acre, là tính ra square feet thì nó tầm khoảng là 10.000 square feet. Cái diện tích căn nhà thì nó là chỉ 1.800 square feet, nhưng mà cái miếng đất là nó tới 10.000 square feet, cho nên là quý vị có rất là nhiều cái không gian dư ra, có rất là nhiều đất dư ra để mà quý vị có thể làm thêm, có thể là guest house hoặc là một cái hồ bơi ở đằng đây. À, và bên cạnh đó là nhà này nó cũng có sẵn một cái nhà kho nhỏ bên kia, cho nên nếu như mà những cái đồ đạc gì trong nhà mà mình không sử dụng á thì mình có thể đem qua bên đó. Và cái cây oak tree này nó rất là hay và nó che nắng rất là dễ thương. Clara có để một cái link QR code để mà quý vị có thể scan và xem trực tiếp căn nhà này bằng virtual 3D. Quý vị có thể tự đi walk through và xem mọi ngõ ngách trong căn nhà này bằng cái link đó. Quét cái mã code đó thì Clara có để ở trong cái phần description hoặc là phần bình luận á, cái link để mà quý vị có thể vào xem, dành cho những khách nào ở xa, những khách ở tiểu bang khác hoặc là những khách bận rộn không có thời gian để mà đến tham quan trực tiếp căn nhà, thì chúng ta có thể xem bằng cái link virtual tour đó. Bên cạnh đó, những cái thông tin chi tiết về căn nhà này, năm xây, diện tích hoặc là tất cả những cái thông tin chi tiết nó cũng đã nằm sẵn ở trong cái phần comment và trong cái phần mô tả description của cái video này hôm nay.
Nếu như những quý vị nào ở gần đây và mà muốn lấy một cái hẹn private showing để đến xem thực tế căn nhà này có phù hợp với gia đình của mình không á, thì quý vị có thể nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho Clara qua số phone 682-304-4139. Clara sẽ rất là hân hạnh khi mà được giới thiệu căn nhà này cho quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã xem hết video ngày hôm nay về cái căn nhà mà Clara đã giới thiệu cho quý vị. Nếu như quý vị có những cái thắc mắc gì nữa, hoặc là có những muốn tìm thêm những cái căn nhà khác và những cái sự lựa chọn khác có phù hợp với mình hay không, thì quý vị có thể liên lạc với Clara qua cái đường dẫn email, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp, hoặc là nhắn tin cho Clara qua số phone 682-304-4139. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp. Bye bye!